Xin chào các bạn, thay màn hình của chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3, dù là màn hình bên ngoài hay là bên trong, đều là một dịch vụ khá là quan trọng và hữu ích dành cho người sở hữu chiếc điện thoại này. Và để đảm bảo được chất lượng và tính chuẩn xác thì các bạn hãy đến ngay địa chỉ uy tín tại Fastcase nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin chi tiết về dịch vụ thay màn hình của Samsung Galaxy Z Fold 3 tại Fastcase nhé. Giới thiệu một chút về Fastcase, đây là địa chỉ uy tín thay màn hình của Samsung hoặc bất kỳ một chiếc điện thoại nào với linh kiện chất lượng và kỹ thuật viên lành nghề. Cam kết 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng đối với cảm ứng và bảo hành rơi vỡ kính trong vòng 30 ngày. Và kỹ thuật viên sẽ sửa trực tiếp trước mặt khách hàng và hoàn tiền 100% nếu không hài lòng. Trước khi vào những lý do khi nào thì cần phải thay màn hình của chiếc Samsung Galaxy Z Fold 3 thì mình sẽ điểm qua một vài cái thông số về mặt kỹ thuật nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến phần kính màn hình bên ngoài của chiếc máy. Về màn hình thì thông số kỹ thuật sẽ là Dynamic AMOLED 2X với tần số quét là 120Hz, cũng có trang bị kính cường lực Gorilla Glass Victus và cũng như là có độ phân giải Full HD Plus. Việc ép kính này thì cũng khá đơn giản, tuy nhiên trong quá trình làm thì cũng phải rất là cẩn thận và cũng có nhiều kinh nghiệm trong quá trình ép kính để tránh cho trường hợp bị ép kính lệch hoặc là có bất kỳ một cái hạt bụi nào rơi vào bên trong cái phần màn hình này. Nếu chúng ta để rớt những cái phần hạt bụi ấy thì việc mà các bạn phải ép kính lại là điều không thể tránh khỏi. Về thời gian thay mặt kính thì sẽ khoảng từ 120 phút đổ lên và giá tiền ở thời điểm mình làm video này là khoảng gần 1,4 triệu nha các bạn. Sau này thì mức giá có thể thay đổi nên các bạn hãy lên ngay trang web của fastcare.vn để có thể đặt lịch sửa chữa giảm ngay 10% nhé. Hiện tại thì bạn kỹ thuật viên bên Fastcare cũng đã tiến hành ép kính xong và đặt cái phần màn hình lên phần khung viền của chiếc máy. Tuy nhiên thì cái công đoạn này phải vô cùng cẩn thận vì chỉ cần một vài những khe hở nhất định thôi thì khiến cho cái tính thẩm mỹ của chiếc máy sẽ không còn được cao nữa. Bây giờ thì bạn kỹ thuật viên sẽ vệ sinh lại một lần cuối và cũng kiểm tra lại máy trước khi mà trao trả lại máy cho khách hàng. Rồi, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.